Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy NC đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plants vs Zombies Garden Warfare 2 nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này đừng quên là một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và nếu có thể thì có thể nhấn vào quảng cáo để ủng hộ mình để làm thêm những cái series hay phụ cho anh em nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì chúng ta tiếp tục thôi. Và hôm nọ thì mình đã giới thiệu cho anh em con cây rồi. Con cây này rất đẹp. Con cây rất là đẹp nha. Và mình có rất là nhiều thời trang mà muốn giới thiệu cho anh em. Nhưng mà chắc hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em đó chính là cái này. Đó chính là cái Ginger. Là một cái ngôi nhà bánh ngọt anh em ạ. Rất khổng lồ và rất là to. Nó to hết cả màn hình luôn này. Mình không làm gì cơ. Thôi để tạm đây vậy nha. Rồi. Ok. Chúng ta chọn con này để vào trong cái trận chiến. Rồi. Rất to và đẹp trai đúng không? Quá là đẹp trai luôn. Chuẩn bạn thôi. Đấy thấy chưa? Nó là một cái tòa nhà bánh ngọt. Khổng lồ luôn, là trang trí bởi những cái viên kẹo này. Có cả ống khói này. Đẹp. À thì nó vẫn sẽ có một chiêu thổi lửa cận chiến này. Con này dạng tăng cơ ấy. À, một chiêu giáp lá. Đấy. Và một chiêu khi ăn cái plant food lên. Đó, nó sẽ bắn kinh khủng hơn. Đạn xanh nhá, biến thành đạn màu xanh xanh. Khá đẹp. Như kiểu là cho ở bên Plants vs Zombies 2 ấy, cũng có cái này. Rồi mình sẽ vào trong này đi. Mình sẽ chơi ở chế độ multiplayer thôi nhỉ. Hôm nay chơi tối, cái game này phải chơi tối thì mới có người chơi anh em ạ. Nên mình phải chơi trước đi. Chơi ban ngày thì rất ít người. Tại vì các bạn là ban ngày bên mình ấy thì sẽ là ban đêm bên họ. Kiểu là lúc nửa đêm ấy, lúc không ai ngủ ấy, là lúc ban đêm mọi người đang ngủ hết rồi, nên không ai chơi kìa. Rồi thì cái này sẽ tìm trận nhanh thôi. Lúc mình vừa tìm thử một trận và có luôn. Đấy, thấy chưa? Vào luôn anh em ạ. Và mình sẽ dùng con này tăng cơ luôn cho anh em. Không hề vì phải ngại cả. Let's go. Seize of the time. Of time này. Chúng ta sẽ chọn này luôn đúng không? Ok, không biết là zombie hay là plant đây. Không biết con nào đây. Chúng ta đợi xem. Oh, zombie, không, plan. Đúng rồi, plan anh em ơi, let's go nào. Đây rồi, let's go, lên. Chúng ta là defense, ui ôi, tìm nó phải khỏe lắm đấy. Trồng cây lên. Trồng tất cả cây có thể lên. Đấy, ok, cho xem phòng thủ nhá. Ngôi nhà bánh ngọt. Ô kia có cây lửa kìa. Hello. Có ai có cây lửa anh em ạ? À, quên nó đâu ra. Chưa thấy đâu cả. Chưa thấy bất kỳ một con gì luôn. Lên giết nó đi á. Thì sao? Let's go. Chỉ có một người chết kìa anh em. Bắn nó. Một bé. Thổi lửa anh em. Một con. Vào đây. Ôi không ai bảo vệ nhà kìa anh em. Không ai bảo vệ nhà rồi. Trời ơi kìa nhà kìa. Bó tay luôn. Bên này không có người nào bảo vệ luôn đấy. Chịu rồi. Rồi nó vào hết từ bên này sao anh em ạ. Thôi rồi, xong rồi. Không được, không kịp luôn đấy. Bên này không ai bảo vệ luôn. Trời, mình vào chỗ kia làm cái đếch gì ta. Mất rồi, mất cửa rồi. Nhanh, kinh khủng. Bên nó có thằng nào khủng không? Bình thường thôi mà. Cái này không chát được nhở. Bực mình rồi đấy. Có hai cửa thôi mà mình đã bảo vệ bên này rồi. Bên kia nó không thèm bảo vệ luôn. Nó cho nó thằng vào nhà luôn anh em. Trồng cây băng lên. Cố lên nào. Hạ quyết tâm là phải hạo nó nhá. Let's go, cái này hơi chậm. Được cái tăng cơ khỏe. Vào đây. Cho tất cả cái gì có thể vào đây luôn. Pia gắt linh, các kiểu. Rồi, có cây lửa kìa. Từ rồi. Kiểu gì nó sẽ có thể sang từ bên này sang này. Nó có hai đường tất cả. Đừng cách nhau ra. Mới chơi không vậy?
Bật giáp lên. Xui ơi, nó vào tận nhà rồi kìa. Nhanh thế, không kịp làm gì luôn. Hay thật là bắn hay thế. Chẳng lẽ mình lại phải chọn cái con đấy chăng? Chạy chọn con hồi máu chăng? Vào nhanh quá kìa. Phá hủy rồi anh em ạ, à. Một con. Ui xổi, nó bảo nhanh thế nhờ. Mình như là cái bị thiệt để nó bắn ấy. Mình chưa giết được mạng nào này. Lúc nãy mình giết được con gì đây? Không biết giết được con gì luôn. Có nên thay đổi nhân vật không ta? Bên mình là ít hơn nó 3 thằng anh em ạ, à. Và toàn level thấp thôi. Ví dụ như mình chẳng hạn level có 600. Kinh thật. Bây giờ làm sao đây, một mình thì không thể nào mà đỡ được tất cả cái này. Thôi cố lên vậy. Trận cuối chúng ta cần phải sẽ trận cuối thôi. Con này tăng cơ nhưng mà không có ai hồi máu cho chúng ta. Mình cũng không có con hồi máu luôn. Thôi kệ đi, bắn luôn. Đách gì phải sợ. Đâu nhờ, chúng ta sẽ canh đây luôn. Đâu ấy, bắn đâu vậy? Ui đông thế nhở. Bắn nó đi, bắn hạ đi anh em ơi, vậy đông lắm. Một bé. Ui rồi bắn từ hai phía sao mà cứ cùng mình giết được một thằng anh em ạ. Định lao lên với anh à, không được đâu. Mình phải có sự hỗ trợ đằng sau. Không ăn thua luôn. Cố hết sức à. Một bé. Bị choáng anh em ạ. Bị choáng rồi. Nó từ nhiều phía sẽ bắn sang quá. Không sao, được hai mạng. Tăng cơ 275 máu mà coi như không thấm luôn nhờ. Coi như không để đỡ được. Về đây. Tí nữa mình sẽ đổi lại thành sang con khác nhá. À, đặt trồng tối đa cây đi. Bon choi này, vào đây ăn đấm lần chết. Nhỡ đâu là bị ăn đấm chết thì sao? Đứng đây luôn. Bắn luôn. Mình không có cái thằng hồi máu ấy nhỉ? Nó hơi bị mệt. Không có sunflower ở đây. Có khi tiếp phải chọn sunflower thôi. Một bé. Ui sủi ôi, nhanh chết nhờ, lao vào từ lúc nào vậy? Cho giết được 3 mạng rồi. Bắn pặc, tại vì cơ thể mình to quá. Cố lên nào, đâu rồi? Defend, chạy chậm quá. Cho bắn gần thôi, chúng ta bắn gần thôi anh em ạ. Đốt nó, đúng rồi, giết được một con ạ. Ờ, giết được 4 con rồi, nhưng mà bọn sau nó bắn anh em ạ, chúng ta đang cố gắng lên được vị trí đầu tiên. Không phải để chết, ui, nó hồi sinh kìa. Vấn đề của chúng ta là chính là không có ấy. Bắn ở đâu vậy? Không kịp luôn, nó ngay dưới mình này anh em ạ, nó ném choáng. Đây bắn đằng trên nhưng mà không bắn được. Khi phải đổi sang con khác thôi. đây, từ từ. Mình sẽ đổi sang con Super Ray nha. Super Ray con này bắn rất tốt và hồi máu luôn. Team mình không có hồi máu. Lý do chính xác là team mình không hồi máu. Rất là khó chơi. Đấy, team ta đang vào đông rồi đấy. Cái cửa thủ anh em ạ. Lên trên để thủ nào, để trên thủ nào. Không cho nó vào chứ. Defend.
đông thế nhờ, không kịp làm gì luôn. Được đấy, con này mình phải đi hồi máu cho anh em. Tiến lên, bằng mọi giá phải tiến lên. Cố gắng trụ vòng trong vòng 2 phút thôi là ok ngay mà. Không quá khó để trụ đâu. Cố lên nào. Chuẩn đi sang bên nào đây? Bên này. Nó di chuyển khá là chậm thôi, nó không quá nhanh nhau. Đấy, đang lên được rồi. Bắn nó anh em. Đúng rồi. Lên. Một bé này. Mấy con này khó chịu thế nhỉ, bắn vào chân nó. Đúng rồi. Cố gắng thủ đi. Thủ được mà. Bắn nó. Ui giời ơi, hay. Ui nó vào tận nhà rồi, tận đây rồi. Ghê quá. Kinh phết nhà thằng Jajun này là level 1000 thôi mà. Khiếp phết. Được đấy. Nó vẫn chưa qua được quá nhiều đâu. Lên ạ, mình đang có cái mũ. Mũ khá đẹp ở đây. Nó đâu vậy? Bắn đâu vậy? Ôi nó đằng sau mình em ạ. Xong thằng nồi này nó chạy ra sau mình. Ai chưa. Thì mình đang yếu hơn một chút. Nhưng mà thôi cố gắng đi. Ok, sao tập vào tận nhà rồi đấy? Sao nó bị bay vào tận nhà rồi này? Có nghĩa là cửa nó bị mở ra rồi. Chạy vào đây làm gì? Có thằng nó đây, bay vào đây là nó mở cửa sẵn rồi anh em ạ. Defend. Cái xe đang đi, nó đang tiến lên quá nhanh. Mình thấy nó đang tiến lên quá nhanh. Ui đông thế. Không được rồi. Nó đông quá. Dã man luôn. Có khi phải đổi sang con khác thôi anh em ạ. Nào xem nào. Đổi sang con ném bom ấy. Đây. Chúng ta đã đổi sang con này. Commander BBK con. Cố lên nào. Cố lên. Defend. Chết. Hồi máu. Chết giờ. Không được anh em ạ. Đánh nhanh thế nhờ. Ui, nó có con đấy ở đây này. Hồi sinh để xuống dưới. Không kịp luôn. Nó vẫn kịp bay lên nó đạp mình. Thằng ABC King thằng nào đây. Thằng này có level có 100. À có 1000 thôi. Vẫn hơn mình. Còn 2 phút nữa chắc là đài mất. Ở đâu nhở? Một con chết. Nó đâu ta? Nó la vào ghê quá. Cái tòa này sắp đến rồi. Con này rất là khó đỡ rồi. Bắn xuống. Đúng rồi. Không kịp rồi. Sao chạy đâu ra ấy nhỉ? Mà đông thế ta. Không kịp nhìn đâu mà bắn cơ. Giờ có 7 mạng. Hiện tại không cần phải respawn. Con này có phải là con cứu đâu. Chính xác là không phải con cứu. Đây, đi xuống dưới. 10 phút. Chúng em sao đi được? Chúng em không đi được luôn. Đường này đi bị mắc ạ, bị tắc ạ. Bị mắc ở đây luôn. 56 giây anh em ơi. Nó chưa phá hủy được một phát nào đâu. Ném bom xuống. Đấy.
Chạy bên này, chạy bên này. Chết mày đi này, vớ vẩn. Cứu nó, cứu nó, cứu nó, cứu nó, cứu nó. Đang đợi hồi, đang đợi hồi cái này. Từ 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 từ. Đấy, chết một con rồi anh em. Chết hết, chết hết, chết hết, chết hết, chết hết. Không được. Thế nhỉ, nó lên nó đấm mình rồi. Và chúng ta đã thất bại trong cuộc đỡ nhà thì anh em ạ. Nó đánh tấn công kinh khủng quá. Nó quá nhiều con hồi máu kìa. Đông con hồi máu quá. Thì mình hơi ít hồi máu. Cả tạo thành của Rose đã bị phá hủy rồi. Và nó sẽ gắn cờ của zombie lên. Một hải vậy. Và rồi chúng ta sẽ được bao nhiêu đây? Được khá nhiều tiền đây. Mình đánh từ gần như trận đầu tiên luôn đấy. Tổng cộng là 14.000 coin tất cả. Đấy, bây giờ mình muốn tìm mà mình chắc chắn sẽ không có trong top rồi. Mình chọn con cây thì nó hơi ấy. Phải có tăng cơ, phải có hồi máu đi kèm cơ. Chúng ta sẽ đợi một chút đây để nó sẽ chuyển lại cái team này ngay bây giờ. Hay mình sẽ về nhà và đi xem có cái đồ gì hay ho review cho anh em xem nhờ. Có vẽ hay hơn. Chúng ta sẽ xem nào. Có nên đúng rồi, dùng con cây để đi bắn cái cướp cờ ấy, có vẻ hay đấy nhờ. Ý hay đấy. Hoặc là con cây thì nó không có thời trang, mình sẽ lấy, mình sẽ gọi là mặc tất cả thời trang mới cho những cái con mới chúng ta vào. Ừ, được đấy, ngon ngon. Có rất là nhiều con mình muốn mặc, ví dụ như con mình đến hay dùng con gì thì mình chơi con đấy. Đây, mình hay chơi con này này. Mình hay chơi đó chính là con Metal Petal, có nghĩa là cái con hoa hướng dương bằng kim loại đây. Nó là Super Ray đấy. Và còn khá nhiều thứ. Kỹ năng nó sẽ được nâng cao này. Có cái Rainbow Hue này. Ồ, một kỹ năng mới à. Khả năng hue mặt trời, có Solar. Thử xem cái này xem. Mình đang dùng đây. Ở đây có Dark Flower. Có hai trong. Cái này là cái Hue Flower, cái này là Dark Flower. Dùng cái nào ta? Được dùng tạm này trước. Và đây sẽ có thêm một số cái động tác mới. Đây, cái động tác mới này. Nhảy rất sung sướng không? Hết rồi. Có mỗi động tác mới thôi. Đồ có nhiều đồ mới lắm. Để xem nào, chúng ta có mũ tuần lộc. Mũ tuần lộc trông dễ thương vãi nhờ. Dễ thương vãi. Nhìn rất đẹp nha. Cái này mũ nhìn ban đêm này thì cũ rồi. Có thêm một cái mới, đó chính là một cái gì đây? Đây là cái gì? Ở đâu rồi? Nó đâu rồi? Tay thỏ đấy anh em, đẹp chưa? Tay thỏ đẹp rồi. Đây là cái buộc tóc của bà già đây. Hai cái châm cài đan vào nhau. Con ong, chị ong vàng. Ấn từng cái một thôi. Hết rồi, không còn đồ gì mới đâu. Tay thỏ đi, cái này được ấy, mình thấy cái này đẹp. Cái này khá chất nhờ. Khuôn mặt mới này anh em. Chúng ta sẽ có soi sai. Cái này được không nhỉ? Thôi rồi, mình sẽ tiêm sẽ ấy sau ấy. Cái này khá đẹp. Cái này gọi là khá đẹp chỗ này. Ê, mình muốn đổi ra con cây cái. Đổi ra con cây để đi đánh cái kia. Đây, Ginger. Rồi, ok, rất là cục mịch, rất là nặng luôn. Cái gì đây? Cho sẽ có một cái gì đây? Ồ, nó đang bán cái con cây của chúng ta với một cái đồ mới, có khi là để mấy hôm nữa mình sẽ mua. Để review cho anh em xem được. Lên, sổi, cả gốc cây. Rất rất đẹp luôn. Ây da. Mình tăng cơ này thì không nào ấy được, từ từ á. Mình không có cái hồi máu à? Không cái hồi máu là mình cũng chết đấy. Từ từ nhá. Phá hủy cái này nhá. Từ từ ạ, phá hủy cái bình nhá. À không phải cái bình trong quân mình mà. Rồi mình sẽ cắm cờ lên đi. Cắm cờ lên rồi. Let's go. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, chạy ra ngoài. Mình không có cái hồi máu nhỉ. Cũng hơi mệt đây. Cái hồi máu hết sạch rồi. Ui, cái gì đấy? Cho mình nổ gì đấy? Mình có tăng cơ được mà. Nào, đốt hết, đốt hết, đốt hết, đốt hết, đốt hết. Đánh cận chiến với mình á. Không ăn thua.
nhá. Mày học lại đi, chúng ta sẽ còn hai ô nữa bên này. Cái nào có nhiều thì mình cứ dùng luôn được. Mà chiêu thức của mày hồi còn nhanh ấy. Mấy con này không phải đối thủ luôn. Đó. Cái bình à, cái này là sẽ gọi thêm đệ ra ra. Đấy, có gì đây? Ui, Katus. Katus à? Katus dễ chết lắm. Tăng cơ luôn mà. Cực kỳ trâu bò. Đánh với zombie thì cực kỳ trâu bò. Có ra thì cận chiến thôi. Bắn xa thì có vẻ không ổn lắm, tại vì cái đồng của nó rất là to đấy anh em. Đấy, đạn thì nhiều. Đạn thì vô hạn thôi nhưng mà vấn đề là bật giáp lên, bật đạn lửa xanh lên. Đó. Số con này bắn gần thì cực kỳ ngon. Vấn đề là nó có cho mình bắn gần hay không ấy. Không khi nó vào gần nó cho giết chết mình luôn ấy. Nào, lấy hết cái này, lấy hết cái này, lấy hết cái này. Và phù thủy à? Có mấy cây hay hay nhỉ? Pirates, Pirates đây là đợt tấn công của Pirates. Mino. Bắn đây, bắn đây, bắn đây, bắn đây. Một con. Rồi. Ở đâu nhỉ? Từ từ, ở đây có hòm, ở đây có hòm, ở đây có hòm, ở đây có hòm. Biến hết, biến hết. Nào, nào, nào. Hòm đâu rồi? Cái kia đóng băng rất tốt nhưng mà chúng ta mất cái hòm rồi. Ui 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 ui. Chúng ta thủ được mà, không vấn đề gì. Nó khá là loạn ta. Đây 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 đây. Con boss này Pirates. Được, Pirates đã xong. Yes, hay lắm. Đấy vào, đấy vào, đấy vào, đấy vào. Rất là nhộn luôn, ống khói này. Duỳnh, 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 duỳnh này. Scientist, nhà khoa học. Từ từ mình sẽ lấy cái cây này nhiều nhất này. Quá nhiều luôn. What? Ở đâu vậy? Nó hồi máu nhau, nó hồi máu nhau, nó hồi máu cho nhau, nó hồi máu cho nhau. Nó hồi máu cho nhau này. Bật vòng lửa lên, ở đâu ấy? Đông quá, không nhìn thấy cái gì luôn. Có hòm đâu nhỉ? Hòm đâu ta? Hòm phía dưới, hòm phía dưới, hòm phía dưới. Xa thế nhỉ, xa thế nhỉ, xa thế nhỉ. Đấy, có thêm một con nữa. Hoàng dương rồi, let's go. Đấy, mình chỉ cần một con hoàng dương đi cạnh mình thôi là ok. Chết, chết, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, nó vào nhà sâu quá. Tí thì đài, tí thì thua rồi. Là giáp lên, giáp lên, giáp lên. Mày này. Còn nữa ở đâu ấy? Xong. Còn một con nữa cơ, nó tận nhà nó cơ. Quả bắn kinh khủng, nhìn nó không nhìn được cái gì luôn. Thổi lửa này, thích thì thổi lửa nha. Mày á, cận chiến á. Này này, vào đây, hay. Chỉ cần con này thôi, bảo vệ con hồi máu anh em. Rất tốt và rất là nhiều gem và kim cương ở đây ra. Ok thì chúng ta sẽ kết thúc mê nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Plan vs Zombie Garden Warfare 2. Bye bye.